Trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu đã cho hiệp 1 được bắt đầu. Đội hình xuất phát của đội chủ nhà Topland Bình Định gồm có thủ môn mang áo số 23 Vũ Tuyên Quang, cao thủ số 2 Đàm Tiến Dũng, số 3 Dương Thanh Hào, số 4 Hồ Tấn Tài, số 5 Vũ Hữu Quý, số 9 Rimario, số 10 Henrio Araujo da Silva, số 21 Trần Hoàng Sơn, số 29 Phạm Văn Nam, số 40 An Bung Kion và số 79 Lê Thanh Phong. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Topland Bình Định là Nguyễn Đức Thắng. Cú chạm bóng vừa rồi là của Hồ Tấn Tài. Đội hình xuất phát của thì nếu quá lạm dụng nó thì vừa làm chậm nhịp tấn công của đội nhà, vừa khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn. Ramos vẫn đang là cầu thủ áo vàng. Pinto qua người Paulo Pinto chân trái, đó là tình huống dứt điểm của Quốc Phương. Bóng vừa rồi là một cơ hội nguy hiểm dành cho Thanh Hóa. Những gì khó nhất thì Paulo Pinto đã làm và tạo ra cho Quốc Phương cơ hội này. Hướng đi bóng sộc thẳng vào khu trung lộ và cố gắng đưa trái bóng tới khoảng trống dành cho Quốc Phương. Đáng tiếc là trái bóng lại đi chệch cột dọc. Thứ ba của đội chủ nhà kể từ đầu trận. Đình Kha thêm quả tạt nữa, đánh đầu. Những phút giây mà người hâm mộ sân Quy Nhơn đang cảm thấy hứng khởi. 2 phút đầu trận, cầu thủ đã được sử dụng để thay thế là Trần Đình Kha. Vòng đấu trước thì Đình Kha ra sân ngay từ đầu. Chuyển khá hay của Trịnh Đình Hùng. Đánh đâu, không vào. Chưa đủ lực để có thể đánh bại được Vũ Tuyên Quang. Hàng loạt những sơ suất của hàng phòng ngự Topland Bình Định và phối hợp giữa Trịnh Đình Hùng. Quả tạt được hiện bởi Xuân Hùng và Ramos là người đã dứt điểm. Một mình Ramos trong một hệ thống phòng ngự 4 cầu thủ áo trắng. Có lẽ là Ramos đã bị căng cơ sau nỗ lực vừa rồi. Nếu như Ramos không thể tiếp tục thi đấu, đó sẽ là một tổn thất vô cùng lớn với đội bóng của ông Petrovic. Pinto, Paulo Pinto. Abukion là người đã phạm lỗi. Cầu thủ Thanh Hóa yêu cầu phải có thẻ phạt dành cho trung vệ của câu lạc bộ Topland Bình Định. Với một phóng như vậy thì rất xứng đáng để có một chiếc thẻ phạt. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha xử lý của Pinto. Abukion đã làm mọi cách để ngăn chặn Paulo Pinto tiến vào khu vực 16m50. Bóng mà xét về mặt lý thuyết thì trung vệ của câu lạc bộ Topland Bình Định lẽ ra phải nhận một chiếc thẻ vàng. Góc sút rất rộng và là một thử thách với thủ môn Vũ Tuyên Quang. Cự ly và góc sút này thì có quá nhiều cơ hội dành cho các cầu thủ áo vàng. Quốc Vương và Paulo Pinto. Quốc Vương! Bàn thắng dành cho Đông Á Thanh Hóa và đội khách vươn lên dẫn 1-0. Một pha đá phạt quá đẹp mắt của Quốc Vương. Đó là bàn thắng thứ 16 của Đông Á Thanh Hóa mùa này. Họ nằm vào trong top các đội bóng có hàng tấn công tốt nhất. Niềm vui của suýt các cổ động viên Thanh Hóa đang có mặt trên sân vận động Quy Nhơn.
và lần thứ hai liên tiếp trên sân nhà đội bóng của huấn luyện viên Đức Thắng bị đối phương vươn lên dẫn trước. Vẫn là một quả đá phạt. Vòng đấu thứ 9 là quả đá phạt của Hoàng Đức, câu lạc bộ Viettel. Và vòng đấu này là quả đá phạt trực tiếp của Quốc Phương. Thủ môn Vũ Tuyên Quang đã làm tất cả nhưng không thể ngăn chặn được bàn thắng vô cùng đẹp mắt này. Đó là pha lập công thứ hai của Lê Quốc Phương mùa này. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bàn thắng của Lê Quốc Phương. Bóng đi vào góc khó. Ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Ông Nguyễn Ngọc Châu cho rằng đó là một tình huống bóng chạm tay cầu thủ của đội chủ nhà. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Chính xác. Cự ly của quả đá phạt được rút ngắn lại một chút so với khung thành của thủ môn Vũ Tuyên Quang. Bàn thua gần nhất của câu lạc bộ Topelec Bình Định đến từ một tình huống đá phạt. Và lại là một cú đá không có gì nguy hiểm của Xuân Hùng. Đúng là các cầu thủ Thanh Hóa đang cố gắng làm chậm lại mọi thứ. Pinto. Bình Định phản công. Henrio. Số lượng cầu thủ của họ tham gia vào tình huống này là khá tốt. Rimario. Thanh Bình. Thanh Bình đã có một bước hụt vào thời điểm quan trọng nhất. Topelec Bình Định vẫn không biết làm thế nào để có thể đẩy cao tốc độ. Pha đồng vào của Hồ Tấn Tài đánh đâu. Bóng đã chạm tay cầu thủ tấn công của Topelec Bình Định, đó có lẽ là Đình Kha. Một tình huống phối hợp và Hồ Tấn Tài đã đưa trái bóng vào phía trong khá tốt với quả tạt của mình. Ta sẽ cùng xem lại pha bóng vào của Đàm Tiến Dũng. Và sau đó bóng đã chạm tay của Đình Kha. Đình Kha 10 này là pha lập công của Quốc Phương. Hữu Định. Phạt góc dành cho Topelec Bình Định. Cứu cánh của họ chỉ là những tình huống cố định mà thôi. Người sẽ thực hiện của đá phạt góc là Bùi Văn Hiếu. Đánh đâu! Vẫn chỉ là sự tiếc nuối của các khán giả trên sân vận động Quy Nhơn. Đàm Tiến Dũng. Và Thanh Diệp nằm sân. Tập Thái kéo dài thời gian. Hiệp 2 sẽ có 4 phút đá bù giờ.